Vâng, em MC Bình Định xin chào tất cả các bác. Thì sáng nay về mấy cặp loa như thế này, cũng chưa quay chi tiết rõ ràng cho các bác cùng coi. Đấy, để em cắt cái này ra. Hai cặp Electric Voice và một cặp Headkick nha các bác. Đấy. Đây là cặp Electric Voice đầu tiên. Đồng giá ba cặp này là 10 triệu, còn cặp này là 14 triệu 500 ngàn. Đấy. Mời các bác xem tiếng loa trước nha. Đây là cặp đầu tiên, rất là mới nha các bác. Tất cả là nguyên zin, cặp này mới phải như là ngọc trinh. Có mã là SB1212B, 12 có nghĩa là 12 inch nha các bác. Mắt inch Wood A, con này 8 ohm. Tất cả nguyên zin hết. Rất là mới nha. Về được ba cặp, cặp nó cũng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, rất là mới. À, để các bác nào sưu tầm. Mấy cặp trước về cũng bán rồi nhưng mà nó đẹp không bằng cặp này nha. Nó về cái độ đẹp, về cái nước sơn của củ loa này. Cặp thứ hai, cặp này là củ Anico nha các bác. Có cái logo IV phía trước mũi loa. Cũng đồng giá là 10 triệu nha. Đây. Này, rất là đẹp nha. Đấy. Cái này là cái củ mèo đỏ nha. Có đờ âm đầu dương nha, dương mèo đỏ nha các bác. Đồng giá 10 triệu. Còn lấy cặp nào cũng được nha. Đây, này, này dính keo nha bác, dính keo ạ, dính keo mà dán quấn lại chứ không ai xấu rồi nha, nó dính. Trước cái đèn chưa vệ sinh cho các bác nha. Đây. Cũng là 12 inch nha. Bass 30, đây là cặp head kick. Cặp loa cổ. Cặp này là dòng các bác nghe tiết tấu chậm nha, tiết tấu chậm nghe mà nhạc bre 75. Thì bộ cặp này nó kìm theo phân tầng luôn cho các bác chơi luôn nha. Đấy, tất dòng là dòng chất lượng nên tất rất mạ vàng nha, đời cổ nha các bác, đời cổ hết kick, thích hợp cho nghe các bác nghe nhạc chậm chạp thôi nha, chậm chậm rãi đó, nhạc bờ rề với nhạc bánh cối đó là nghe cái này hết ý luôn. Giá cũng 10 triệu nha. Đặc biệt cái bộ này rất cái màng bass nó rất nó sâu nha, sâu, và một cái lo chép đồng trục phía trước nha. Đấy. Có vi tinh chỉnh cho lo chép và phân tầng gắn lo bass nha các bác, kìm theo luôn nha. Rồi giá đã báo rồi, ba bộ này đồng giá 10 triệu, bác lấy là bộ nào cũng được, cứ alo cho em qua hai số điện thoại này. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video của em.